chào tất cả các bạn. Canada đang là quốc gia thu hút nhiều du học sinh nhất thế giới. Ngoài việc sở hữu một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, các chính sách định cư Canada cũng vô cùng thoáng cho du học sinh quốc tế. Hiện nay, chính phủ Canada đã ban hành các điều luật mới với xu hướng có lợi hơn cho sinh viên quốc tế, bắt đầu cho thời kỳ thu hút lượng lớn học sinh đến du học và định cư tại Canada. Vậy, có nên định cư tại Canada hay không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vấn đề này nhé! Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Hàng năm có rất nhiều người nhập cư vào Canada. Vậy có nên chọn Canada làm nơi định cư hay không? Đây là những lý do mà chứng minh Canada là nơi định cư hấp dẫn nhất. Sự thiếu hụt về nhu cầu lao động. Người dân Canada chỉ cung ứng được tối đa 70% nhu cầu trong tổng số 6,5 triệu lao động mà nước này cần tính đến năm 2020. Do đó, chính phủ Canada đang đưa ra hàng loạt chính sách hấp dẫn để thu hút du học sinh quốc tế ở lại làm việc tại đây. Dân số già đi, nỗi lo gánh nặng cho nền kinh tế. Năm 2014, dân số của quốc gia có diện tích lớn thứ hai thế giới này chỉ vào khoảng gần 35 triệu người. Giống như các quốc gia phát triển khác, Canada đang trải qua sự biến đổi nhân khẩu học theo hướng dân số già hơn, với nhiều người nghỉ hưu hơn và ít người trong độ tuổi lao động hơn. Canada được xem như là quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế cộng đồng tốt nhất trên thế giới, với nhiều dịch vụ y tế được cung cấp miễn phí cho người dân. Y tế tốt dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân Canada không ngừng tăng cao. Năm 2013, tuổi thọ bình quân của người Canada là 81. Gánh nặng chăm sóc y tế cho người cao tuổi ngày càng đè nặng lên nền kinh tế Canada. Do đó, chính phủ Canada phải luôn giữ vững tốc độ phát triển kinh tế của mình, đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, việc mở cửa thu hút lao động trẻ từ nước ngoài là điều cấp thiết. Canada có mật độ dân số lý tưởng. Dân số Canada vào năm 2014 vào khoảng 35 triệu dân. Canada có mật độ dân số là 3,3 km trên người. Canada lớn hơn Mỹ, nhưng dân số chỉ bằng 1/9 của Mỹ. Cũng chính vì điều này mà chính sách cho giáo dục, du học Canada đang thu hút mạnh mẽ sinh viên quốc tế để bù đắp sự thiếu hụt lực lượng lao động của mình. An sinh xã hội cao và tội phạm cực thấp. Canada là đất nước có chế độ an sinh xã hội tốt nhất thế giới, với các dịch vụ, giáo dục, hưu trí, phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ y tế, công trình công cộng phục vụ người dân. Là đất nước của người nhập cư cùng chung sống trong hòa bình, ổn định và tôn trọng lẫn nhau. Trong vòng 20 năm qua, chưa hề có một cuộc khủng bố quy mô nào xảy ra trên đất nước Canada. Tất cả các âm mưu khủng bố đều bị ngăn chặn. Trong vòng hơn 150 năm qua, không hề có cuộc chiến tranh nào xảy ra trên đất nước Canada. Canada, đất nước văn minh, đặc biệt an toàn. Tỷ lệ tội phạm tại Canada liên tục giảm đều đặn kể từ những thập niên 90, với một số quy định nghiêm ngặt như các loại vũ khí được quản lý rất chặt chẽ và thường không được phép sử dụng. Người dân Canada phải đủ 18 hoặc 19 tuổi mới được phép dùng bia, rượu. Tại một số tỉnh bang còn cấm bán rượu vào ngày Chủ nhật sau 23 giờ và trong ngày bầu cử. Chỉ được phép dùng bia rượu ở những nơi quy định như nhà riêng, quán rượu, trong nhà hàng được cấp phép. Uống rượu ở nơi công cộng như công viên, đường phố, nơi mua sắm hoặc trong xe hơi cho dù xe đang đậu đều bị cấm. Sport Graduate Work Permit, luật cho sinh viên ở lại lên đến 3 năm sau khi tốt nghiệp. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, các du học sinh quốc tế có thể làm việc hợp pháp cho mọi công ty ở Canada mà không có bất cứ ràng buộc nào. Thời gian sinh viên được ở lại tùy thuộc vào thời gian học tối thiểu là thời gian học và tối đa là 3 năm. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về có nên định cư tại Canada hay không, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028 38 38 2080.
Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.